Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện tất cả thông tin dữ liệu về giấy phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, tổng số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều được công khai trên trang web của ngành giáo dục và đào tạo. Theo thống kê của Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 1.283 trường mầm non, trong đó có 810 trường ngoài công lập. Cùng với đó, trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện có tổng cộng 1.844 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non, độc lập đang hoạt động. Theo đó, phụ huynh chỉ cần một thiết bị điện tử có kết nối Internet, truy cập vào cổng thông tin của ngành giáo dục và đào tạo để tra cứu thông tin liên quan đến các cơ sở giáo dục mầm non. Đại diện các cơ sở giáo dục mầm non đều cho biết việc công khai dữ liệu giúp phụ huynh có thêm điều kiện tìm hiểu về chương trình đào tạo, cơ sở pháp lý trong việc thành lập trường đối với các cơ sở ngoài công lập, loại bỏ tình trạng phụ huynh gửi con vào các cơ sở chưa được cấp phép gây ảnh hưởng quyền lợi của trẻ. Tới đây, dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung đầy đủ theo từng năm, tích hợp thêm thông tin liên quan hệ thống bản đồ GIS, giúp phụ huynh dễ dàng xác định khoảng cách từ nhà đến trường để chọn cơ sở thuận tiện nhất cho việc đưa đón con em.